Chỗ nào khoái coi cá lắm. Dragon hả? Đâu con gì? Red dragon. Red dragon hả? Nó nói con rồng màu đỏ. Thấy con này nè, nó con rồng màu đỏ. Phải không Đen nào? Con nói con này phải không? Password đụng tay kìa, password đụng tay kìa. Come here. Ok đi. Con muốn coi gì nữa? Muốn coi gì nữa coi đi. Coi mấy nãy. Rồi tới lại đây coi con gì nè. Thơ đồ là con rùa hả? Dạ. Đâu nào có con rùa. Có hai con rùa kìa. Có hai con rùa trong đó. Nó nào con gì đây nè, nó nào. Nó nào lúc. What? Over here. Wow. Con gì? Đâu? Con gì đâu? There it is. Đâu thấy gì đâu. This lake. Con rắn hả? Đi trốn trong này hả? Yeah. Không thấy đâu. Nè nè, đây nè. Oh man, this is a lake. This is lake. Rồi đây có con rắn nè. Trăng vàng. Let me see. Con trăng vàng. Con này con trăng da, con trăng. Con trăng hay con rắn gì? Con trăng. Con trăng hả? Con trăng. Con trăng. Con trăng màu vàng. Con trăng chuối. Banana. Banana trăng. Con trăng chuối. Banana. Nó vàng vàng giống trăng chuối. Ở trên đây có con gì không? Dạ. Có con lizard ở trong đó. Wow. Con lizard. Yeah, it's cool. Nó có thể change color đó. Left foot, frog. Ở trên đây không thấy chốt hết trơn rồi. Nè, có con lizard dưới đây nè. Nè. Nè nè. Mấy con này nó nằm ở trong đó kìa. Lúc đó nè. Ở coi chim không?
coi chim. Nào nào nó khoái đi coi mấy con này. Mẹ đâu? À, nó có cái lồng nè. Nó bay ra rồi nó chui vô cái lồng. Hả? Mẹ. Đừng la nữa. Trời, con này nó ngủ rồi rồi. Hamster. Nó ngủ. Hamster. Hamster hả? Yeah. Hamster là con chuột hả? Yeah. Nó mất tiêu rồi, trốn hết trơn rồi. Đứa nào ơi, đi qua đây con. Đứa nó coi gì đó à? Coi gì đó à? Bán đồ nuôi thú cưng. Khách đâu? Khách đâu? Ừ, con mèo này bự quá à. Trời ơi, nó bự kìa kìa. Trời ơi, bự dữ vậy ta. Trời ơi, coi nó bự kìa kìa. Dễ thương ha. Nhìn ra nào kìa. Thích không? Dạ. Jimmy, Jimmy mẹ. À. Mẹ, thôi mày. Đi coi áo cho chó kìa. Nè, đồ đồ của con chó nè đó nè. Coi đồ của con chó không nè. Chó mèo đó, quần áo của con chó với mèo không à. Đi đâu vậy? Come here. Con chó kìa đó nè. Nó không? Đụng con chó kìa. Đó đó. Trời chưa? Đồ đó cho con chó nó chơi đó, chứ không phải cho con đâu. Hả? Số gì vậy? Đâu, coi coi. Đâu? À, con chỉ cho mẹ coi cá này hả? Cá li li à. Đi về được chưa? Dạ. Đi về ha.